Chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình mới về được một lô hàng đấu giá những con âm ly. Mình quay cho các bạn xem. Đây là cái video mình quay sơ lược tổng thể những con mình mới về nha các bạn. Đầu tiên là con âm ly có model là Sansui AO Alpha 707MR. Mặt nhôm phay xước màu gold, dòng này made in Japan, điện 100V, công suất 330W. Dòng 707MR rất nổi tiếng ha. Đặc biệt dòng này rất dễ ghép loa, chất âm nó rất ngọt ngào, chi tiết, phù hợp nhạc trữ tình bolero, nhạc vàng ở cấu tiết hòa tấu. Con này xinh đẹp xuất sắc, không tì vết nha các bạn. Mình bán với giá là 16.800.000 đồng. Con thứ hai là con âm ly có model là Sansui AO Alpha 707KX. Con này cũng là một trong những dòng âm ly đời mặt gold rất nổi tiếng của hãng Sansui, cũng made in Japan, điện 100V và cũng sắc là 330W luôn. Đây là mình quay tổng thể mặt sau cho các bạn xem. Đánh được hai cặp loa, phù hợp loa có trực kháng từ 4 tới 16 ôm. Con này cũng xinh đẹp xuất sắc, mặt nấm tất cả các cạnh là các bạn nhìn nước vàng ha. Dòng này cũng rất là dễ ghép loa, phù hợp nhạc trữ tình bolero, nhạc vàng ở cao tiết hòa tấu, các bạn có thể chơi được đa thể loại nhạc, những nhạc trẻ non top thì biết điều thì rất tốt. Dòng 707KX mình về mình bán với giá rất tốt nha các bạn. Con này thì mình bán là 12.500.000 đồng, mình bao ship toàn quốc. Rồi con thứ ba, con thứ ba mình giới thiệu thêm các bạn, đây là con Sansui AO Alpha 607NRA 25 mã, tình trạng cũng là like new như mới, không tì vết. Tất cả còn đẹp, rất đẹp. Con này thì mình đã giới thiệu rất nhiều trên kênh của mình. Dòng Sansui 607NRA 25 mã là dòng đời cuối cùng trong series đời mặt vàng ha. Rồi con này mình bán với giá là 12.500.000, xinh đẹp sắc, bao ship toàn quốc. Con này là con đời nông PMA 2045 mã, cũng xinh đẹp xuất sắc, không tì vết nha các bạn. Đó, mình sẽ quay tổng thể, mình sẽ lên clip video từ từ cho các bạn tham khảo. Con này xinh đẹp xuất sắc, là new. Đó bao gồm một cái catalog dành nguồn zin. Con này mình bán với giá là giá cực kỳ tốt nha các bạn. 17 triệu đồng mình bao ship toàn quốc. Rồi, con phía dưới là con đời nông PMA 2025 mã, cũng xinh đẹp xuất sắc luôn. Con này mình bán với giá là 11.900.000 đồng, mình bao ship toàn quốc. Bên cạnh đó của mình cũng về được cái thùng đấu giá, các bạn chờ mình tí. Những con âm ly thì hôm nay mình có một cái thùng hàng, thùng này là cái loa nha các bạn. Loa này cũng là có một xe cũng rất đáng chơi. Đây các bạn, để mình quay cho các bạn xem luôn. Đây là loa Dailin nha các bạn, loa châu Âu rất đáng chơi trong tầm tiền, một trong những dòng loa bút xeo rất hay hơn trong tầm tiền. Dòng loa bút xeo Dailin còn rất đẹp, mình sẽ quay chi tiết trên video cho các bạn xem. Cặp loa Dailin bút xeo này mình bán với giá là 4.800.000 đồng, mình bao ship toàn quốc ha. Đây model của nó đây các bạn. Loa rất chất các bạn, đẹp rồi nha các bạn. Dailin Spectre 2 nha các bạn, Dailin Spectre 2 design in NG Dailin in Denmark. Cái này dòng này sản được sản xuất ở Đan Mạch nha các bạn. Rất là chất luôn. Mình khui trước một loại cho bạn xem. Xem trước đây, màu trắng sữa nha các bạn, Dailin. Đây là hai đường tiếng nha các bạn, bao gồm một bát 13cm và một trép đo đường kính sau là tầm 2,5cm. Denit Audio Field Low Speaker Industry. Rất là đẹp ha. Cặp loa mình bán với giá là 4.800.000 đồng, mình bao ship toàn quốc. Loa mình chưa vệ sinh, bạn nào mua mình sẽ vệ sinh sạch sẽ lưỡi căng nghe các bạn. Lưỡi căng này ở trong khung nhựa nên chỉ cần giặt giũ sẽ
rất đẹp nha các bạn. Sử dụng loa này của Bass được sử dụng cái công nghệ là Low Loss Technology, rất đáng chơi. Dòng Dali này rất hay hơn trong tầm tiền. Rồi mình quay tiếp cho các bạn xem, đây là một cái con Dali, đây là sợi nguồn con Dali ha. Chờ mình khiêng ra cho các bạn xem luôn. Đây là một con Amley có model đời năm PMA SA11, dòng này mình cũng đã giới thiệu rất nhiều lần trên kênh mình. Máy về tình trạng xinh đẹp xuất sắc, không chỉ thế ha. Con này thì mình đã từng bán là với giá cực kỳ tốt là 34.500.000 đồng, hàng đấu giá Nhật về nha các bạn, chưa sử dụng tại Việt Nam. Tất cả sắc này rất đẹp, vệ sinh là nóng hơn nha các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Bạn nào có nhu cầu gọi cho mình cái số điện thoại 0903 747 111. Bạn nào có yêu cầu mình sẽ lên list từng cái mặt hàng mình mới đăng lên cho các bạn xem, rất là đẹp và đặc biệt cái giá mình bán ra sẽ rất là tốt cho bạn nào mua về ngay trên bày dịp Tết nha các bạn, rất đáng chơi trong tầm tiền. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn các bạn trong những clip video tiếp theo. Mình cập nhật từng món hàng lên kênh của mình nghe các bạn. Xin chào.